Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng bên vật tư phân nhân .com, một công ty chuyên cung cấp các loại mica tấm, mica cây, mica ống. Hôm nay hàng nó về, Hùng xin mạo muội để review cho anh chị và các bạn biết một cái loại hàng này. Hiện tại là phân nhân đã bán rất nhiều năm rồi, nhưng mà mình cũng lu bu quá, hôm nay cũng xin review để giới thiệu với anh chị và các bạn biết phân nhân có các loại hàng meca cây phi trồng đặc, để giới thiệu với anh chị và các bạn một cái loại hàng này, anh chị các bạn có nhu cầu mua nó ổn định. Thì cái loại hàng này công ty phân nhân về với những quy cách là từ phi 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, và nó cách nhau cứ 5 size anh chị các bạn. 5 size thì nó tới phi 100, có nghĩa là phi 80 này, phi 85, phi 90, phi 100. Thì chúng tôi tới phi 100 nha anh chị các bạn. Cái hàng này nó chiều dài nguyên thủy của nó là nó 2m, 2m là 2000mm đó. Cái cây meca này hiện tại là phân nhân đặt về, nó màu nó trắng trong như thế này đó anh chị các bạn xem, trắng trong, trong veo, trong vắt, trong cái kiểu giống như trong pha lê thủy tinh đó. Thì có một số cái lô hàng trước mình thấy là có một số khách hàng người ta về á, người ta họ không có cái bọc này, đâm ra nó bị trầy, nó bị trầy. Thì sau này những cái lô sau này khách hàng người ta phản ảnh mình là thấy mình nên làm cho nó có một cái lớp bọc bên ngoài, lỡ nó trầy thì nó trầy lớp bên ngoài, còn bên trong thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều khi mà mình vận chuyển từ kho này tới kho kia anh chị các bạn. Thì cái hàng này á, hiện tại là chúng tôi đang cấp rất nhiều cho đơn vị dùng trong cái trang trí nội thất, trong có cánh tay cầm cửa, thậm chí có một số cái thanh cầm, các thanh nắm ở các cái giường trong những công ty nội thất. Hầu như những cái hàng này dùng làm trang trí anh chị các bạn, dùng làm trang trí nha. Thì cái này chúng tôi đã bán rất nhiều năm rồi, đâm ra là cái hàng hóa thì mình cũng chưa có nghe khách hàng phản hồi là hàng nó tệ như thế nào hay là hàng không ok như thế nào. Mình cũng thấy rằng là mọi chuyện nó suôn sẻ. Quý khách hàng khi có nhu cầu mua cái hàng này cho chúng tôi biết đường kính của nó bao nhiêu, đường kính của nó bao nhiêu anh chị các bạn, cái cây meca này đặc này, đường kính của nó bao nhiêu và chiều dài anh chị cần bao nhiêu. Cái chiều dài mà một cây của nó là 2m, nhưng nếu anh chị mua ít thôi thì chúng tôi sẽ bán ít để tiết giảm cái chi phí cho quý khách hàng. Mua bao nhiêu bán bấy nhiêu, mua ít thì cái giá trị nó ít tiền hơn, thay vì chúng ta có nhu cầu ít thì chúng ta mua ít để chúng ta xài. Còn nếu mà mua đủ nguyên cây, mua nguyên cây thì chúng tôi sẽ bán thêm nguyên cây, một cây nó 2m anh chị các bạn nhé. Rất mong quý anh chị và các bạn tin tưởng và ủng hộ phân nhân. Chúng tôi nói và làm nó giống nhau, anh chị các bạn yên tâm. Khi chúng tôi báo cho anh chị một cái giá thì chúng tôi sẽ có hàng và chúng tôi có thể ship hàng tận nơi trong ngày. Cái hàng này công ty chúng tôi có sẵn, mong quý anh chị và các bạn tin tưởng. Xin anh chị các bạn có thể đăng ký kênh và liên hệ 0915886916. Khi chúng tôi review những cái hàng khác, anh chị các bạn có thể nhận được thông tin của công ty phân nhân và anh chị các bạn có thể biết thêm một cái loại hàng mới mà công ty phân nhân có trong kho. Rất mong quý anh chị và các bạn tin tưởng và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.